Cơn sốt Messi tại Mỹ chưa có dấu hiệu chấm dứt sau khi thủ quân Argentina ghi siêu phẩm từ 33m, góp công giúp Inter Miami đánh bại Philadelphia Union 4-1 ở bán kết League Cup. Trong 6 trận đầu tại câu lạc bộ mới, Messi chưa lần nào im tiếng, ghi 9 bàn, kiến tạo 1. Câu hỏi đặt ra là làm thế nào một cầu thủ mới chuyển đến có thể hòa nhập nhanh chóng đến vậy? Liệu đẳng cấp của Messi vẫn vượt trội để chơi bóng đỉnh cao khi anh đã 36 tuổi? Hay các hậu vệ tại Bắc Mỹ quá kém để có thể ngăn chặn cựu tiền đạo Barca và PSG? Messi chia vui với đồng đội sau khi ghi siêu phẩm đá phạt ở trận ra mắt Inter Miami. Ảnh AP, theo The Athletic, lý do đầu tiên là League Cup không phải giải đấu có chất lượng chuyên môn cao. Ra đời năm 2019, đây là năm đầu tiên giải quy tụ đủ 47 câu lạc bộ thuộc giải bóng đá nhà nghề Mỹ, MLS, và giải vô địch Mexico Liga MX. League Cup ra đời với mục đích khai thác lượng cổ động viên bóng đá gốc Mexico tại Mỹ khoảng 37 triệu người, những người vẫn theo dõi các đội Liga MX, và lịch sử đối đầu nhiều thập kỷ giữa bóng đá hai quốc gia láng giềng này. Tuy nhiên, thể thức và các vấn đề chuyên môn như trọng tài, và hay cách tổ chức của League Cup thường xuyên bị chỉ trích. Ví dụ, ban tổ chức giải này quy định hai đội sẽ đá luân ngay nếu hòa trong 90 phút ở vòng bảng. Đội thắng sẽ được thêm một điểm. Ở vòng 1/8. Câu lạc bộ mảnh của Mexico Club America bị loại bởi đối thủ của Messi ở chung kết Nashville SC. Dù vậy, tranh cãi nổ ra ở loạt luân lưu khi Club America ngỡ đã thăng 5-4. Nhưng sau khi họ ăn mừng và can thiệp, xác định thủ môn Louis Malagan đã bước lên trước khi cản quả luân lưu quyết định, loạt luân lưu sau đó được tiếp tục và Nashville SC thắng chung cuộc. Ở một trận khác thuộc vòng 1/8, CF Monte đánh bại kình địch tại Liga MX Tigre UNAL nhờ quả phạt đền gây tranh cãi ở phút 90. Sau trận đấu, ban tổ chức League Cup thông báo trận bán kết giữa Monte và Los Angeles FC bị đẩy lên sớm một ngày, vào 12/8. Giám đốc điều hành của Monte Jose Antonio Noriega đã lên tiếng chỉ trích điều này, cho rằng đội của ông bị làm khó bị phải di chuyển quá xa trong thời gian ngắn. Những sự việc như đã xảy ra với Monterrey phần nào cho thấy tính công bằng của League Cup chưa được đảm bảo. Thực tế, giải đấu này ít được quan tâm và thường tổ chức vào mùa hè, khi cổ động viên quan tâm đến những chuyến du đấu tại Mỹ của các câu lạc bộ hàng đầu châu Âu hơn. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Messi đã thay đổi tất cả. Sức ảnh hưởng của siêu sao Argentina có thể tạo động lực để League Cup trở nên chuyên nghiệp hơn trong tương lai. Một nguyên nhân quan trọng giúp các cầu thủ tấn công như Messi hưởng lợi là quy định khống chế quỹ lương với các đội MLS. Trong mùa giải 2023, quỹ lương cho phép với các đội MLS là 5,21 triệu đô la Mỹ và lương tối đa có thể trả cho một cầu thủ là 651.250 đô la Mỹ. Tuy nhiên, từ khi David Beckham đến Mỹ thi đấu năm 2007, MLS phê chuẩn hàng loạt quy định cho phép các ông chủ đầu tư nhiều hơn để nâng cấp đội hình. Trong đó, đáng chú ý là quy định về cầu thủ được chỉ định. Theo đó, một câu lạc bộ MLS được chiêu mộ tối đa 3 cầu thủ có mức đãi ngộ nằm ngoài mức khống chế của giải đấu. Đồng nghĩa họ có thể trả lương và phí chuyển nhượng cao hơn cho 3 cầu thủ này so với mức trần. Vì bị khống chế mức lương, các câu lạc bộ MLS chủ yếu dành 3 suất chỉ định cho các cầu thủ tấn công, những người thường có giá trị marketing cao hơn. Theo ước tính của trang Cupology, mức đãi ngộ các tiền đạo tại MLS được nhận. Với Messi, khoảng cách này càng tăng lên. Sau khi Inter Miami đánh bại FC Dallas 5-3 ở loạt luân lưu, trận đấu Messi ghi 2 bàn và khiến đối thủ một lần phản lưới. Cựu tuyển thủ Mỹ Taylor Terman nhận xét Messi khiến đối thủ sợ như gặp ma. Nhận xét này không phải không có căn cứ, bởi hầu hết hậu vệ tại MLS có lẽ chưa từng tưởng tượng sẽ đối đầu với cầu thủ đẳng cấp như Messi. Nguyên nhân cuối cùng và có lẽ quan trọng nhất là phong độ và đẳng cấp của Messi. Tiền đạo 36 tuổi ghi 20 bàn, góp 20 kiến tạo cho PSG trong mùa giải năm 2022 đến năm 2023 sau 39 lần ra sân tại League 1 và Champions League. Tại World Cup 2022, Messi ghi 7 bàn, kiến tạo 3 lần để đưa Argentina đến chức vô địch. Anh được trao quả bóng vàng World Cup. Dù đã giành mọi danh hiệu trong sự nghiệp, Messi vẫn từ chối đề nghị hậu hĩnh từ Arab Saudi để đến Mỹ chinh phục thử thách mới. Sau khi thua Inter Miami ở bán kết League Cup hôm 15 tháng 8, huấn luyện viên Philadelphia United Jim Curtin thừa nhận ông ngạc nhiên vì một cầu thủ như Messi vẫn duy trì động lực thi đấu. Cậu ấy vẫn ra sân như những cầu thủ khác và tiếp tục tỏa sáng dù không cần phải làm vậy để chứng tỏ khả năng của mình, Curtin nói. Trong 9 bàn Messi đã ghi cho Miami, có 2 pha sút phạt thành bàn, thể hiện phẩm chất cá nhân của anh. Bàn vào lưới Philadelphia cũng làm gợi nhớ thời đỉnh cao của tiền đạo 36 tuổi khi anh đi bóng trước vòng vây của đối thủ rồi sút từ khoảng cách 33m, khiến thủ môn Andre Blake bó tay.
Lech từng 3 lần giành giải thủ môn hay nhất MLS vào các năm 2016, 2020 và 2022. Messi như cá gặp nước khi tái hợp Alba và Busquets tại Miami. Ảnh AP. Bên cạnh Messi, Inter Miami giành 2 suất chỉ định còn lại để chiêu mộ Jordi Alba và Sergio Busquets. Việc tái hợp hai đồng đội cũ tại